Chào anh em nha. Giờ này 3 giờ mấy trưa chiều rồi. Mình đang bận rộn về cái xích thuốc gì cho anh em. Đây là những cái chút nữa mình sẽ đem đi gửi bưu điện. Đây là thuốc của mình, thuốc sát thái nha anh em. Thuốc này nuôi cho gà tăng bo nở cơ, sung gà ha, bóng lông đã phút 90, còn cắn là còn bươi. Phút 90 nha, còn cắn là còn bươi nha anh em. Thuốc này nuôi gà nó đá khỏi nguyên chích thuốc, khỏi còn nhỏ gì hết. Nuôi này anh nhiều anh em thắc mắc mua thuốc này về hỏi là có kỹ nắng kỹ nước không, có kỹ nắng kỹ nước gì hết. Thuốc này nuôi bình thường, chiều cho uống bữa nay qua mơ bữa đá bình thường. Mà cái này là thuốc nuôi nha, nuôi hơn 10 ngày mà anh em bữa đá nha. Chất lượng là anh em nuôi hơn, nuôi cỡ 2 tuần là anh em muốn chơi là thoải mái. Giúp cho con gà anh em bóng lông, sung, nở cơ, cái thức ăn con gà mình nào chịu ăn rồi nó ăn anh em không, anh em thấy ghê lắm nó mà. Đây hình nuôi mình nó ăn mình bỏ vô không kịp, nó đá mình luôn anh em. Nó kích thích đi, nó làm nó quậy gà, nó quậy tưng bừng dữ lắm. Trong đây thuốc giúp cho con gà nở cơ, sung gà, bóng lông, tăng cơ. Tăng cơ mà có độ dẻo, anh em nuôi thì con gà nó rất là dẻo nha anh em, chứ không phải nó khô nó cứng nha. Không khô lông nha anh em, nuôi càng bóng. Thì ăn thua nó kết hợp với cách nuôi của mỗi người nữa nha. Anh em nuôi như thế nào đó giúp cho con gà anh em nó tốt là một lẽ, còn thuốc vô là một lẽ, chứ không có thuốc nào mà giúp con gà anh em toàn diện hết. Cũng như mỗi người một cách nuôi, kết hợp vào với cái thuốc nữa thì nó kích thích con gà nó như thế nào đó, chứ không có thuốc nào mà nói uống vô thuốc này con gà tôi nó dở nó thành hay, cái đó không có anh em. Tùy theo mỗi người mỗi cách nuôi nữa chứ không phải nó vậy. Đây là mình phân ra mình giao cho anh em 3.500 một viên. Đây là 200 viên là miễn phí ship, từ 100 tới 50 là mình gửi anh em, mình gửi phí ship là khách hàng trả nha, còn 200 viên là mình miễn phí ship đó. Đây là cái khâu ghi ra, ghi đi, đây là cái khâu mình ghi ra chút nữa mình gửi nè đó. Đây sổ sách anh em, nhiều anh em đó đặt hàng đã có tên nó tủ trên đây mà tới giờ mà bưu điện mà điện gọi lấy hàng đó, nó là không có đặt hàng, không có đặt hàng mà có tên tủ địa chỉ chính xác luôn, số điện thoại luôn. Mình sống mà đừng làm vậy anh em, được cực khổ nghe ngồi viết đây cũng một cuộc sống nhưng mà giỡn anh em đó. Thì anh em làm, anh em chấp nhận đặt hàng là anh phải lấy nha, chứ đừng có làm vậy, làm gì kỳ lắm anh em. Đây mình bán thuốc cho anh em cần mình mới có bán, còn anh em không cần mình có bán được. Chứ anh em điện như đặt nhiều, như anh em đặt cho vui vậy thôi, chứ đặt điện đặt cho vui vậy đó. Ủa này sao không có ghi tiền mình, Nguyễn Duy Thịnh nè. Đây đang ngồi ghi đang ủng hộ, mình sẽ giao cái lô này cho anh em. Chút nữa là nay thứ bảy chủ nhật mình vẫn giao, nhưng mà nó hơi chậm nữa chút xíu là thứ hai ba nó mới tới, nhiều khi cùng chuyến xe nó đi tới luôn anh em. Đây là cái khâu này mệt nhất. Khâu ngồi ghi trong cái tin nhắn điện thoại anh em, mình sẽ ghi ra rồi mình sẽ ghi lên đây. Đó, tên tuổi của người nào đó trong đây là có sổ sách có ghi hết, mà giao tới thì nhiều anh em nói chuyện mắc cười thôi, tôi không có đặt hàng sao không đặt hàng sao có giao tới anh em được. Mình làm người đừng làm vậy anh em ha. Đó, đây là cái khâu người ghi nè, 3 giờ mấy chuẩn bị đi gửi. Còn đây là vấn đề chính về hút cái này thì anh em nuôi á, 3.500 một viên, cách 2 ngày đầu uống liên tục nha anh em. 2 ngày đầu anh em cho mình uống mỗi 1.000 viên cho mình đi, rồi cách 1 ngày anh em chú uống viên, cách một ngày cái chiều chú ăn xong lũ chứ chiều nha, ăn xong chú anh em cứ vô màu ăn nuôi bình thường, anh em cứ nuôi kết hợp như cách nuôi của anh em hàng ngày đó như thế nào đó, thì cứ tới chiều là anh em cho uống viên cho mình thôi. Rồi anh em sẽ nuôi hơn 10 ngày 2 tuần đó, cho 2 tuần đi là anh em chơi thoải mái. Thì chị Tan nó kết hợp, chị Tan nó với ông Bi mua, anh em ra tỉnh Phúc Tây á mua viên Bi 500 á, gà tre thì đá ghìa chỗ một viên này dùng viên Bi uống 2 ngày đó, còn gà nồi uống 2 viên với một viên Bi uống 2 ngày, còn gà nào mà bị nhẹ thôi nha, nếu gà nhà nào bị nhẹ uống một viên cũng được, một viên với viên Bi thôi. Còn cái phần mà bị máu bầm bị tan gì đó, máu bầm này nọ đó, thì anh em cứ quét nhạy còn 90 cho mình đi, đảm bảo anh em nó không có bầm, nó rất là ok, khỏi cần hút gì hết. Cứ về cứ cho uống một viên này viên Bi, uống viên Bi với viên này 2 viên kết hợp với nhau thôi. Đó là gà tre, gà nào thì 2 viên một viên Bi. Rồi mình nói công dụng nó là như vậy đó. 3.500 viên
mình xếp hàng mình gửi bằng đường bưu điện anh em. Anh em có đặt hàng thì anh em có số điện thoại mình để lên đó, anh em cứ nhắn cho tin địa điện như mình, chứ anh em đừng có nhắn lên YouTube. Nhưng YouTube mình nói chung mình cũng ít có xem lắm, tại không lẽ mình đâu mà mỗi ngày mình bật cái YouTube lên mình kiếm ai đặt hàng không mình mua. Đúng không? Đây là phần hết, đây là 200 viên là Mỹ bí chip nha. 200 viên là miễn, còn nhiêu 50, 100, 200 mấy gì đó thì bí chip bên anh em trả hết. Khách hàng trả đó, nói chung là mình không có trả cái thứ học cái phần đó, còn mà cái 200 viên á mình mới bao ship cho anh em. Còn đây là thuốc của mình thì lúc nào cũng đầy đủ hết trơn, nó cũng dập gì hoài, anh em đừng có khỏi lo dùng hết hàng. Mình dập gì hoài luôn. Đó anh em nào có chơi, mình chơi cái này nó rất là dễ nuôi nha, nó không có cầu kỳ. Đừng kết hợp nuôi vú khác, anh em chỉ một xài một cái thằng này cách một ngàn viên, cách một ngàn viên cho mình thôi. Thì anh em sẽ thấy con gà anh em nó như thế nào đó, anh em xài rồi anh em cũng cảm nhận biết. Nói chung mình bán mấy năm nay mình xài con loại này đó, thì con gà anh em nó vô tay nó dẻo, dẻo khắc à, nó không có khô con gà nha anh em. Anh nhớ đừng có quên cái dùng mà cái tiền nha, cái tiền vô quên á. Rồi đây mình xả đi vào trước ba trước bốn mấy phải vào trước mớ, rồi một hồi nữa ra một mớ nữa nha nè, để khâu ghi khâu quan trọng á. Rồi mình cũng chào anh em ha.